bạn chị em mua. Còn nếu mà nó không ích lợi cho bạn chị em thì các anh đừng mua. Ok. Ích lợi đây không có nghĩa là tôi và anh chị em sẽ có được tiền bạc của cải không, nhưng mà ích lợi đó là có được nước trời. Thế thì tôi xin nói qua một chút về gia đình đồng tâm thôi. Có dịp nào tôi sẽ có dịp để làm gì nhiều hơn. Thì gia đình đồng tâm này xuất phát từ một linh mục người Pháp vào thế kỷ thứ 17 là cha Pierre de Corbière. Ngài là đặt tên, sau đó cái thời của nước Pháp lúc đấy bị thay đổi rồi ngài bị giống như cái cuộc chiến chính trị rồi đặt tên bị tan rã, sau đó ngài không còn là đặt tên không được tu tập lại nữa. Rồi ngài ra làm linh mục triều, sau đó ngài cố gắng để gặp những anh em linh mục muốn sống đời sống tu dòng, nhưng mà là linh mục triều có lời khấn, lời khấn giống như một tu sĩ khó nghèo con đời và khuyết tịnh, thì ngài đã gom được 4-5 anh em khấn ở đồi Mông Mạc ở bên Pháp. Rồi sau khi ngài mất đi thì cái hiệp hội đấy cũng tan biến mất, không có ai nhớ đến. Mãi sau có cha đang anh không tên, ngài đi tìm cái nguồn đó lại, rồi ngài thành lập lại cái hiệp hội này. Và năm 2018 là kỷ niệm đúng 100 năm cha đang anh không tên quy tụ cái hiệp hội này ở với nhau. Và cái hiệp hội này được Đức Cha Phật đưa về Việt Nam, tức là vị Ban Sư Bồ Tát Đức Phật Phật ngài đưa về Việt Nam. Và khi ngài đưa về Việt Nam thì hiện tại bây giờ ở Việt Nam có 4 thành phần tham gia. Thành phần thứ nhất là linh mục, tôi với cha cố phải lấy nhân lễ là ở trong cái gia đình đồng tâm này. Ok. Đó. Thành phần thứ hai là nam độc thân, có nghĩa là các anh người nam không có lập gia đình, ở giữa thế gian có lời khấn, có nghèo con lời quyết tịnh, là một tu sĩ thực thụ nhưng không có áo dòng, họ len lỏi vào trong các ngóc ngách của cuộc đời, đi vào các xí nghiệp công ty để lo báo cho mình. Và cái thành phần thứ ba là các chị độc thân, cũng là một tu sĩ đứng thực thụ có ba lời khấn, bao giờ thì có nghèo thế tình. Các chị cũng đi vào trong các xí nghiệp công ty, đi vào trong cảnh huống của mình, có thể đang làm cô, có thể đang là giáo viên, vẫn ở cái nghề giáo viên, vẫn ở nghề làm ruộng, mà người ta không nhận ra đó là tu sĩ. Chỉ khi nào nói chuyện tiếp cận với các chị ấy thì mới nhận ra đó là một tu sĩ, người ta không có áo dòng. Thành phần thứ tư là dành cho những người có gia đình. Và cái thành phần thứ tư này được gọi là hiệp hội sống tin mừng. Hiệp hội sống tin mừng này có nội quy 170, hơn 170 điều khoản để tới tôi nhớ mang máng thế. Thì cái nội quy này, tôi muốn nói với cái nội quy này là bởi vì cái hiệp hội sống tin mừng thuộc gia đình đồng tâm này được Tòa Thánh phê chuẩn và trực thuộc Tòa Thánh, chứ không phải là trực thuộc một hội dòng nào khác. Chúng ta hiểu như thế này, nhưng ở trong giáo hội mình nó có hai trường phái. Một trường phái trực thuộc giáo hoàng, có là các nhà đồng trực thuộc giáo hoàng, thì những ai đã khấn trong cái nhà đồng đấy buộc phải hồi về Tòa Thánh, và Tòa Thánh mới có quyền gỡ cái lời khấn đấy. Các chị hiểu ý tôi nói. Tôi kể dòng Đa Minh, dòng Đông Bố Xô, dòng Thánh Thể, dòng tên đó, tôi kể một số dòng đấy thuộc giáo hoàng. Còn một số dòng khác không thuộc giáo hoàng, thuộc địa phận. Tôi lấy ví dụ dòng Đồng Công vẫn chưa thuộc giáo hoàng. Các dòng nữ
dòng nước mến thánh giá, dòng nước mến thánh giá Vinh, dòng nước mến thánh giá Hà Nội, dòng mến thánh giá Hải Phòng, dòng mến thánh giá các dòng mến thánh giá trực thuộc giáo phận. Và khi một chị nào hoặc là một thầy nào đó ở trong cái dòng trực thuộc giáo phận mà cấm đồ muốn ra thì Đức Giám Mục có quyền gỡ lời mến hai cái khác nhau. Cái phân biệt được tôi đã hẳn rồi. Rồi trong dòng trong Đa Minh, trong dòng Đa Minh có dòng Ba Đa Minh. Ở đây ai nghe dòng Ba Đa Minh giờ này không thể nghe gì đúng không? Thì cái dòng Ba Đa Minh không phải là một hiệp hội trực thuộc Đức Giáo Hoàng mà thuộc cái dòng Đa Minh đấy. Các vị hiểu ý tôi nói không? Còn cái hiệp hội Sống Tin Mừng này, cái nội quy của họ được Tòa Thánh phê chuẩn là một hiệp hội thuộc quyền giáo hoàng, được phê chuẩn năm 2002 mới. Và vì vậy những ai đi theo cái hiệp hội này thuộc gia đình đồng tâm có bốn thành phần, tôi nói linh mục nam độc thân, nữ độc thân và những anh em sống gia đình, và những người này cũng được cam kết, có nghĩa là khấn ba lời khuyên tin mừng, vâng lời khó nghèo và thiết tịnh. Ngày mai chúng tôi sẽ cử hành thánh lễ ở bên giáo xứ Sơn La, ở bên Đô Lương có một chị thương, ngày mai chị sẽ khấn trọn đời cam kết vĩnh viễn trong hiệp hội Sống Tin Mừng. Và thời gian sắp tới tháng 7, nếu mà có đại hội bên Pháp thì chỉ là người đại diện cho vùng ở Vinh đi qua bên Pháp họ, với anh em linh mục, với nam độc thân, với nữ độc thân, và chị Thương sẽ là người đại diện Vinh để đi qua bên Pháp họ. Và như vậy khi ai mà gia nhập cái hiệp hội Sống Tin Mừng này thì sống theo linh đạo của Thánh Y Nhã và hưởng đoàn sủng của cha thành lập, đó là cha Pierre de Gloria, được tiếp nối bởi cha Daniel Fontaine. Như vậy ai tham dự cái hiệp hội Sống Tin Mừng này thì có linh đạo Thánh Y Nhã, có việc chiêm ngắm trái tim Chúa Giêsu, bởi vì nó là hiệp hội Thánh Tâm Giêsu, và có linh đạo hy vọng của Đức Hồng Y Đáng Kính Francisco Xavier. Như vậy họ có ba cái kiềm, tôi có thể nói là ba cái linh đạo của họ là ba cái chân. Chân thứ nhất là linh đạo của Thánh Y Nhã, chân thứ hai là chiêm ngắm trái tim Chúa Giêsu để sống, và chân thứ ba đó là linh đạo hy vọng của Đức Hồng Y Francisco Xavier của Văn Thuật. Người ta sống theo linh đạo đấy và người ta giữ cái nội quy mà hồi nãy tôi nói đó, nội quy được phê chuẩn bởi Tòa Thánh, và họ khấn ba lời khuyên tin mừng, khó nghèo vâng lời khiết tịnh. Họ giữ khiết tịnh trong đời sống gia đình của họ, giữ khiết tịnh trong đời sống gia đình, không phải là không được ăn ở với nhau, không phải, nhưng mà là biết tự chủ đời sống, tiết dục, tự chủ đời sống xác thịt của mình, tôn trọng người bạn đời của mình, yêu thương người bạn đời, vân vân vân. Cái đấy tôi có gì tôi sẽ các phía sau, cái này tôi chỉ giới thiệu thôi, tôi biết gì thôi. Rồi vâng lời, chúng ta không có bề trên bên cạnh, chúng ta không có bề trên bên cạnh, chúng ta sống là tự chúng ta sống. Như vậy khấn vâng lời là gì? Không phải bề trên nói chúng ta làm cái này, nói chúng ta làm cái kia, không, nhưng mà chúng ta tìm ý Chúa trong cuộc sống, chúng ta tìm ý Chúa trong cuộc sống để chúng ta thi hành. Và nếu lúc nào cần thì chúng ta alo cho bề trên của mình. Rồi khấn khó nghèo là gì? Khó nghèo là không phải mặc quần áo rách rưới đâu, bây giờ mặc quần áo rách rưới người ta cười, người ta lêu lêu cho, vẫn đánh son má phấn, vẫn áo là quần lừa, vẫn tìm dụng tỉnh trong túi, nhưng tất cả những thứ đấy không phải là mục đích của mình đi tìm. Nhưng mà mình có tiền thì có thể mình chia sẻ cho người khác,
mình có tiền thì có thể mình giúp người nghèo, đó là sống khó nghèo. Rồi một ngày không cần đọc kinh nhiều, chỉ cần đọc một kinh Magnificat là đủ. Kinh Magnificat là kinh của Đức Mẹ. Linh hồn tôi gửi khen Chúa, thậm chí tôi ai ở trong Lê Nhô, nếu ai không ở trong Lê Nhô, thì họ có cái kinh đấy. Còn ở bên Hiệp hội Sống Thiên Đường họ đọc cái kinh đấy. Rồi một ngày mình dành ra thời gian để mình cầu nguyện, để tìm ý Chúa. Cầu nguyện có thể là 15 phút, 20 phút, 30 phút, 1 tiếng, tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Và nếu chúng ta đang cầu nguyện và chúng ta phải đi làm, thì xin chúng ta cứ việc đi làm. Và như tôi nói với các anh em về cuộc sống tin mừng ở miền Nam, ở miền Bắc, ở các nơi, thì tôi nói là nếu đang cầu nguyện mà phải đi làm, phải đi gãy, đi ruộng, đi buôn bán, đi chợ, thì cứ việc đi và nhớ rủ Chúa Giêsu đi chợ với mình, rủ Chúa Giêsu đi làm với mình. Và khi mình ý thức Chúa Giêsu đi với mình thì hiểu là mình đang cầu nguyện, và cái cách của mình là lời nói của mình, cử chỉ của mình là Chúa Giêsu trong đầu mình luôn ý thức điều ấy, và luôn luôn sống hy vọng, không có thất vọng, hy vọng như Đức Đáng Kính Francisco Xavier Văn Thuận. Cho dù người ta có bắn chết mình vẫn cứ hy vọng. Ngài bị nhốt trong tù 9 năm biệt giam, ok, 13 năm thì 9 năm biệt giam, nhưng mà Ngài vẫn hy vọng, và Ngài sống với tâm tình hy vọng, vừa hy vọng Chúa cứu độ mình mà vừa tha thứ cho những người làm khổ mình. Đó là đường lối cách sống của tiết mục nghệ thuật mà ngày hôm nay tu hội thánh tâm Chúa Giêsu ở bên Pháp, họ đồng ý đưa cái linh đạo hy vọng vào trong linh đạo của tu hội này. Và khi chúng ta tham gia vào cái hiệp hội sống tiết mục này, chúng ta được được thừa hưởng cái đoàn sủng của cha Pierre de Gloria, và chúng ta được nâng đỡ, được các anh em linh mục ở trong tu hội này, anh chị em nam nữ độc thân và anh chị em hiệp hội sống tin mừng ở tại Việt Nam và trên thế giới cùng cầu nguyện, cùng làm việc, cùng nâng đỡ chúng ta để chúng ta sống chặt vẹn đời sống của mình, và cuối cùng là hẹn nhau trên đất trời và không ai sống một mình. Cái đó là cái tiên quyết, ok rồi. Còn những điều nào khác thì tôi hy vọng là các vị tôi sẽ trở lại đây, bởi vì giờ này cũng đã khá tối rồi, chúng ta chưa về rồi. Và tôi giới thiệu ở đây có 4 người mà tôi đi theo họ, mà học đi theo tôi, bởi vì họ mới là bề trên, còn tôi chỉ là linh mục trong tu hội thánh tâm Giêsu, để tôi đi dâng lễ, tôi nói về linh đàm vân vân. Thì tôi xin giới thiệu anh trưởng vùng Việt Nam là anh Vũ. Anh Vũ này là trưởng, là bề trên ở tại Việt Nam, và anh ta có toàn quyền trên đất nước Việt Nam của anh em Hiệp hội Sống Tin Mừng, và anh ta liên hệ trực tiếp với bề trên bên Pháp tất cả mọi giấy tờ các thứ, ok, chúng ta hiểu ha. Và anh ta cũng là người nhận lời cam kết, nhận lời khấn của chúng ta. Ví dụ ngày mai chị Thương ở bên Sơn La khấn thì anh ấy sẽ thay mặt cho bề trên tổng quyền nhận lời khấn vĩnh viễn của cái chị Thương, do cái sắc lệnh từ bên Pháp người ta ủy quyền cho anh ấy. Đúng ra là phải cái vị ở bên Pháp về bên Nhật, nhưng mà vì xa quá họ không quay về được. Hôm vừa rồi họ có về, họ đi thăm một vòng ở Việt Nam, họ có gặp tôi ở Sơn Lộc, ở cái xứ tôi đang ở. Rồi họ về Pháp thì họ có cái giấy ủy quyền cho anh nhận lời khấn. Rồi người thứ hai không thể thiếu đó là anh Hưng, là phụ tá anh đang đứng quay phim. Người phụ tá này lớn hơn người trưởng vùng, bởi vì anh ấy có quyền tư vấn cho anh này tất cả những gì mà anh ấy góp ý.
Ok, ví dụ như huynh đoàn của chị muốn cho chị khấn, anh kia sẽ tư vấn cho anh này để xét chị có được khấn hay không, cho nên anh đấy là nguy hiểm. Ok. Đấy, muốn khấn thì phải rút lót vào đấy. Rồi còn một người thứ ba, đó là anh Nghi đang ngồi ở dưới kia. Anh ấy là phụ trách huấn luyện. Anh ấy sẽ là người phụ trách huấn luyện tất cả mọi giấy tờ, xin lỗi, tất cả mọi tài liệu, tất cả mọi cái thì anh sẽ là người cung cấp, anh sẽ là người hướng dẫn. Còn chỗ nào mà cần tôi tới với bạn anh chị em thì tôi sẽ đi theo các anh ấy để tôi tới với các kia hoặc là tôi giúp cho bạn anh chị em. Ok. Còn người thứ ba là cái ông đầu trọc đô ba. Đó là anh Thanh. Anh này là ủy viên liên lạc phát triển, vừa liên lạc vừa phát triển hơn rồi. Ví dụ anh ấy quen trang quyền ở đây, cho nên anh ấy liên lạc với trang quyền để trang quyền cho phép tôi ra đây để gặp ông và anh chị em. Anh ấy liên lạc trước, anh phát triển hơn rồi ở vùng này thì tôi hôm nay cũng có mặt ở đây, chứ tôi không biết rú đất ở đâu mà tôi chẳng biết cái xứ Vạn Nói. Vạn Nói, tôi cũng chẳng biết là tại vì ở Vinh này tôi cũng ra nhiều, ở Hà Tĩnh tôi có ra, tôi có ra Trung Ngãi, Trung Nghĩa, Trung Cương, ở Kim Đô ngoài Hà Tĩnh tôi đã đi rồi. Tôi cũng đã vào chỗ xã Đoài của Đức Cha Hợp ngày xưa còn Đức Cha Thuyên, cũng đã vào chỗ xã Đoài cho Đức Cha Thuyên, nhưng mà cái chỗ rú đất cũng là rú đá gì đó. Và hôm nay thấy cái bạn nói cũng không biết, cho nên đấy từ cái nhà thờ trên kia rồi cuối cùng đi tốt xuống đây, tôi với cha tố đi bộ, tôi bảo cha tố đi bộ đi cho nó khỏe chân, cuối cùng đi nó xa quá thì ngày xưa phải gần 2 cây số. Cho nên cái bà bếp bà bảo tôi là nọ một cây nó chết, chưa tới một cây, không tới một cây, nhưng mà cuối cùng thì nó là phải hơn một cây, bởi vì tôi đã sống với anh em Vinh ở trong miền Nam. Ở trong Việt Nam cũng có giáo sứ lên coi là giáo sứ Nghi Yên, nó gồm ba giáo sứ mà đến vào là Vạn Lộc, Trang Nứa và Thanh Giá. Thanh Giá chứ không phải Thanh Giá đâu, Thanh Giá chứ không phải Thanh Giá. Giá là cái bụng già mình, Thanh là thanh sạch, cái bụng già của mình, Thanh sạch chứ không phải Thanh Giá. Họ nói Thanh Giá là sai hả? Trang Nứa, Vạn Lộc, Thanh Giá và 60 gia đình Quảng Bình mà tôi đã giúp, cho nên tôi ra đây tôi nghe được tiếng Vinh hoặc là tiếng Hà Tĩnh, cho nên khi mà tôi nói có la tiếng Hà Tĩnh đó, hôm nay thì lấy vui hình, cho nên tôi giới thiệu một chút khi mà tôi giới thiệu bốn anh em ở đây cho anh chị em được phép một trận chiến xứ. Tôi có mang theo cái tài liệu này rất là viết rất là ngắn gọn để giới thiệu về hiệp hội sống tinh mừng của gia đình Đồng Tâm. Trong đây có một chút về lịch sử, một chút về linh đạo. Linh đạo là cái đường để dẫn mình đi tới Chúa. Linh là linh thiêng, là thiêng liêng, là linh hồn. Đạo là con đường dẫn mình đi tới Chúa, dẫn mình tới với thiên đàng. Thì tôi gọi nó là linh đạo, nên tạm thời nó cách nghĩa như vậy. Còn nếu mai mốt, nếu mà ông bà anh chị em thương tôi, nếu mà ông bà anh chị em muốn ra nhập thì hồi sống tin mừng, thì tôi hy vọng có gì mà nói ra được gặp ông bà anh chị em. Chắc có lẽ tôi sẽ có dịp ra nữa được không? Không biết có không? Nếu mà có thì bố tay để tôi ra nữa. Thế thì tôi hy vọng rằng tôi gặp ông bà anh chị em ở đây sau lễ để phép của cha xứ. Thì tôi xin trước tiên thì xin cảm ơn cha xứ, cảm ơn ông chủ tịch, cảm ơn các vị ngày hôm nay dự thánh lễ rất sốt sắng và rước lễ rất là đông. Tôi xin cũng cảm ơn mọi người và nán mạng hồi tôi tiếp thị hiệp hội sống tinh mừng, và tôi xác tin và tôi tin rằng nếu mà ai gia nhập hiệp hội này thì chúng ta gặp nhau trên thế này. Ok, đồng bài tiếp xúc hoàn toàn ok. Thế thì mình sẽ gặp nhau trên thế này. Và tôi hy vọng rằng đây là lần đầu tiên tôi đặt chân về rú đất, tôi đặt chân về Vạn Nói,
tôi đặt chân về Đô Lương ngày nay nhân dân lễ cam kết đứng viên cho chị Thương, thì hy vọng rằng một ngày gần đây tôi sẽ được đặt chân lần thứ hai về bạn nó với bạn anh chị em trước khi tôi đặt chân về đúng, bởi vì tôi gặp các bạn anh chị em trước mà, đúng không anh? Thế thì tôi hy vọng là có gì nào đó, có một số cuốn sách này tôi sẽ gửi cho chị Thương ở bên Đô Lương, và chị Thương có một người anh họ ở Trung Quốc, tôi sẽ nhờ chị photo cái bản cái tài liệu này, rồi ai cần đấy thì hoặc là tới cha xứ hoặc là tôi sẽ có chị Thương đó, anh đưa tài liệu xuống đây để ai cần đọc vân vân. Rồi khi mà có được một hai nhóm rồi thì cái tiến trình để có thể gia nhập là đầu tiên chúng ta tìm hiểu một năm có người sẽ ra đây, mấy anh này sẽ ra đây giúp ông bà anh chị em tìm hiểu một năm, hoặc là các cha từ ngoài Bắc quay ra đây, hoặc là tôi từ trong Nam tôi bay ra đây, tôi sẽ giúp ông bà anh chị em một năm, có nghĩa là một năm tôi sẽ ra được hai lần, rồi các anh này sẽ ra tùy theo quyết định của họ. Sau khi tìm hiểu một năm hoặc là một năm rưỡi hai năm thì nếu ông bà anh chị em đủ điều kiện theo cái đào tạo của họ, một cái chương trình hoặc có chương trình đàng hoàng, năm thứ nhất họ học cái gì nói cái gì, năm thứ hai nói cái gì chúng ta hiểu như thế nào, không có thi cử gì đâu mà sợ. Rồi sau hết một năm đấy, hai năm đấy xong thì người ta sẽ cho mình gia nhập, chính thức gia nhập, và khi chính thức gia nhập rồi thì sau một năm hai năm người ta sẽ cho mình học nội quy, người ta sẽ cho mình tìm hiểu về linh đạo, tìm hiểu về nội quy để chúng ta giữ cái nội quy, hay là chúng ta hiểu nội quy, chúng ta hiểu linh đạo để chúng ta nên thánh. Và sau 2 năm gia nhập rồi, nếu mà chúng ta đủ điều kiện thì người ta sẽ cho mình cam kết lần 1, khấn lần 1. Rồi sau khấn lần 1 xong người ta tiếp tục đào tạo mình, người ta sẽ gửi tài liệu, người ta sẽ ra người ta đào tạo mình. Rồi hết năm khấn lần 1, rồi khấn lần 2, lần 3, lần 4, lần 5. Sau 5 lần khấn rồi mới được thân trọng, mới được thân linh viễn. Mà muốn được thân linh viễn thì cái người đấy phải được đổi tên qua bên khác. Mà muốn được đổi tên qua bên khác thì phải qua cái anh trưởng vùng mà tạm thời hôm nay là anh này đang làm trưởng vùng tháng 7, tháng 6 này là tháng 2. Tháng 6 này họ lại bầu là thành viên đang bầu là. Sau khi bầu là xong thì người ta sẽ đổi tên của người này qua bên Pháp. Bên Pháp người ta sẽ cho cái quyết định, bản quyết định của tổng quyền bên kia đồng ý cho anh làm trưởng vùng, rồi anh sẽ có quyền trưởng vùng theo quy định của họ, quy định của hiệp hội sống tinh thần, rồi anh ấy sẽ nhận lời tấn vân vân. Rồi người nào mà muốn tấn tuyến viên thì anh đấy sẽ tiếp xúc, anh đấy sẽ cố vấn, anh đấy sẽ tìm hiểu. Rồi sau khi anh chị viết đơn xong, người ta sẽ báo cáo, người ta sẽ đáp bom về cái nhân thân của chị đó như thế nào, sau 5 năm thấn như thế nào, sau 5 năm vấn tạm như thế nào, con người đó như thế nào, sau đó người ta sẽ gửi toàn bộ cái tên của người đấy, ngày tháng năm sinh vân vân qua bên Pháp. Rồi khi bên Pháp họ đồng ý cho anh thấn vĩnh viễn thì người ta sẽ có văn bản và kia vĩnh viễn đổi cho anh, có nghĩa là tên anh nằm ở bên kia chứ không phải nằm bên này. Và nếu mà tên nằm ở bên kia thì hiểu là tên anh đang nằm ở trên trời. Tôi nói sơ sơ một chút như vậy, và tôi xin chân thành cảm ơn ông bà anh chị em. Có dịp tôi sẽ gặp lại ông bà anh chị em một cái dịp gần nhất. Gần nhất thì có lẽ là phải vào giữa năm 2020 thì tôi mới xếp lịch tôi đi được. Hoặc là nếu mà anh chị em cần thì cứ alo cho chị Thương hoặc là alo cho mấy ông này. Thưa cha, hoặc là nói với cha sở, thưa cha, cha lời cái ông cha nào mà hôm trước nó nhắn nó nhí gì đấy, nhà đây gặp chúng con, thế là tôi sẽ cố gắng cái bay để gặp ông Nam, tôi bay ra, tôi gặp ông bạn cha một tối hoặc là hai tối, sau đó tôi bay lại về Việt Nam. Tôi không có ngại, tôi đi, ok, thì tôi đang mong chờ cái sự đáp ứng của ông bạn chị em với cuộc sống thiết mình. Và khi tôi đã không gặp thì thôi, nếu mà tôi đã gặp ông bạn chị em ở đây, thì chắc chắn trong lời kinh, trong thánh thế của tôi, là tôi nhớ tới giáo xứ, giáo họ, giáo họ, vẫn là giáo họ ha. Ngày mai sẽ lên thành giáo xứ, giáo họ
và ngón cứ có khoảng chừng 10.000 cái ngón là ra được cái áo này. Thế thì bạn có thể sẽ chắc chắn là ông và anh chị em sẽ nằm trong lời tin của tôi, trong thánh lễ, trong các kinh nghiệm của tôi dâng lễ và tôi nhận tỏ về với Thiên Chúa. Ngày mai tôi sẽ dâng lễ sáng ở Thủ Đức, rồi sau đó chiều mai tôi sẽ qua bên Đô Lương ở Chứ Sơn Na để tối ngày mai cho chị thương chị khấn cam kết vĩnh viễn. Sau đó thì sáng hôm sau tôi sẽ đi ra Bùi Chu, tôi làm việc tại Bùi Chu một tối, sau đó tôi qua Pháp Diệm, rồi từ đó từ Pháp Diệm tôi sẽ lên trên Ba Vì, trên Sơn Tây, rồi trên Sơn Tây tôi về Bắc Ninh, tôi ngủ lại Bắc Ninh tối hôm đấy, sáng thứ bảy tôi ra sân bay, tôi bay về Việt Nam để tôi làm việc giáo sư của tôi, và về hôm nay sẽ ở lại thứ hai và như vậy. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người, xin cảm ơn các bạn.